Hello, xin chào cả nhà và các bạn nha. Hôm nay mình rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại cả nhà và các bạn trong video ngày hôm nay của mình nha. Đầu video mình cũng xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công trong mọi công việc cuộc sống nha cả nhà. Rồi, hôm nay mình lại dẫn cả nhà đi thăm bãi Sóc nữa cả nhà. Mấy bữa nay ở đây chỗ mình mưa nhiều quá cả nhà. Không biết đi thăm cỏ hay không nữa. Cũng đi thăm để thay chuỗi đó cả nhà, rồi kiểm tra coi có con nào từ trần không cả nhà. Rồi để mình review, quay camera lại để review đồ nghề hôm nay đi thăm bãi Sóc ấy cả nhà. Đây, đồ nghề hôm nay đi thăm bãi Sóc cũng đơn giản cả nhà. Đây, bao lưỡi cả nhà. Bao lưỡi. Đây, bao lưỡi có lại chuỗi khô đông cả nhà. Hôm bữa mình đem về 3 cái bẫy cả nhà để đi đặt lại, đặt không được cho nên hôm nay mình đem đi mình đặt lại luôn cả nhà. Đây, để mình ập máy đến cái bẫy đầu tiên mình sẽ quay lại cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Cả nhà xem có yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Rồi bây giờ thì đi thôi nào. Rồi, cái đầu tiên mình ở đây luôn cả nhà. Hôm nay mình có một cái. Rồi, thấy không sập luôn cả nhà. Cái này được rồi, những chuột nữa nha. Rồi mình thấy không sập cả nhà. Chuỗi còn luôn cả nhà. Rồi để mình đọc máy rồi đến cái tiếp theo mình chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Chắc hôm nay là cũng trượt hơi bị nhiều đấy cả nhà. Chúc cả nhà ơi, đây mình còn cái nữa nha. Rồi sập cả nhà, sập ngang rồi nha. Đây, sập ngang đây. Đó. Trong này hơi tối cả nhà thông cảm nha. Rồi, mình đọc máy thảo xuống ra kia mình bắt luôn cả nhà. Mới thảo xuống cả nhà. Sụp ngang. Sụp ngang như là bự cả nhà. Mập cả nhà. Đẹp không cả nhà. Rồi, để mình bắt nó ra luôn cả nhà. Rồi, để mình bắt em sụp ngang đầu tiên ngày hôm nay ra cả nhà. Sụp đầu tiên cũng là em sụp ngang cả nhà. Đầu tiên cũng là em sắp ngang. Cho nó em nó vô rồi cả nhà. À, để mình đặt lại bẫy rồi để cả tiếp theo chia sẻ nha, xem tiếp nha. Được cả nhà, trong này mình có một cái nha. Để dò đây. Chui vô cả nhà. Rồi, sập rồi cả nhà. Tuyệt quá cả nhà ơi. Con gì đây mà không sử dụng được này cả nhà. Sóc đất cả nhà. Tuyệt quá cả nhà. Nhắc luôn. Đây. Mưa rồi nha, ngày hôm qua mưa quá trời mưa. Hôm nay chiều mưa dở cả nhà, sóc đất bự lắm. Uổng ghê luôn. Quá uổng. Rồi, để mình ra lại bài để cả tiếp theo chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Tiếp tục cả nhà, đây mình còn cái nữa. Nó nhỏ nhỏ cả nhà, bên kia nhà người ta chỗ luôn. Rồi sập luôn cả nhà ơi. Sốc đất nữa cả nhà ơi. Đã quá. Để mình ọp máy thảo rang kia mình bắt luôn cả nhà ơi.
Đây gần nhà người ta chó không cả nhà, chọc mà sủa ôm sùm. Mở thả xuống cả nhà. Ở đã quá đã cả nhà. Con đầu tiên ngày hôm nay, con sóc đất đầu tiên ngày hôm nay. Ô đặng lại con thứ hai chứ cả nhà. Con này con kia không sử dụng được. Rồi để mình bắt ra luôn cả nhà. Rồi để mình bắt con sóc đất này ra luôn cả nhà. Cảm giác này cảm giác yêu thích nhất nha cả nhà. Bắt sóc. Đặt ra rồi cả nhà, để mình đặt lại vậy là để cái tiếp theo chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Rồi chuyện mưa tụi thui rồi cả nhà. Đây mình còn cái này. Còn mấy cái mình tranh thủ đi xong luôn cả nhà. Trong này rầm mà trời chuyện mưa tụi thui. Rồi sập rồi cả nhà, nhìn em sốc đất rồi cả đã quá, đã quá đã cả nhà. Ồ quá đã. Đây. Đây. Ồ quá bự đã cả nhà ơi. Quá bự quá đã cả nhà ơi. Để nhọt máy mình tranh thủ thả xuống bắt ra nha cả nhà. Rồi thả sẽ em là xuống cả nhà, đã quá đã cả nhà. Rồi để mình bắt ra luôn cả nhà. Trời tối quá cả nhà. Tối quá cả nhà coi thông cảm nha cả nhà. Rồi để mình bắt nó ra cả nhà. Rồi để mình bắt em nó ra cả nhà. Đã quá đã quá. Quá đã cả nhà. Để cho em nó vô rồi đặt lại vậy để cả tiếp theo chia sẻ cả nhà xem tiếp nha. Trời chuyện mưa tối quá cả nhà. Tiếp tục cả nhà. Này mình còn cái cả nhà. Này trên cây cao cả nhà. Thấy sập rồi cả nhà. Nhìn chuột cái gì á. Để mình leo lên đó rồi mình review cho các bạn xem nha. Tại trên đó cao quá, với lại tối quá chắc không thấy đâu. Để lên coi con gì đây. Mình cũng chưa biết con gì nữa cả nhà. Để nó mày leo lên đó cả nhà. Cả nhà, em sốc đất nữa cả nhà. Đó. Đã quá cả nhà. Đã quá, đã quá. Thả nó xuống cả nhà. Thả nó xuống ra kia bắt cho sáng rồi nha. Đấy tối quá tối. Thả nó xuống đem ra đây cho sáng sáng rồi nha. Trong cái tối quá. Đã không rồi nha. Ồ. Quá đã, quá phê cả nhà. Rồi. Để mình bắt nó ra cả nhà. Rồi, để mình bắt em nó ra cả nhà. Bắt em nó ra cả nhà ơi. Cột lại cả nhà.
Đây là con cuối cùng của ngày hôm nay cả nhà, 17 cái bẫy cuối cùng của ngày hôm nay cả nhà. Để mình thành quả hôm nay là cũng được 3 con sóc đất cả nhà ơi. Còn sử dụng được với một con không sử dụng được với một con sóc nhang còn sống nữa cả nhà. Hôm nay sử dụng được là bốn con cả nhà, bốn sóc. Hôm nay không có con chuột nữa cả nhà. Rồi. Video mình cũng xin kết thúc tại đây cả nhà. Cả nhà xem có yêu mến mình hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ giúp đỡ mình nha cả nhà. Bây giờ mình đi đặt lại cái bẫy. Đặt lại cái bẫy rồi mình về cả nhà, tranh thủ tối rồi. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong các video sau nha. Bye bye.